điều kiện giam giữ kém. Tù nhân bị từ chối chăm sóc y tế, phân biệt đối xử giữa tội phạm hình sự và tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Đó là một số ý kiến cáo buộc Việt Nam của các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế. Hiến pháp nước Việt Nam thì có quy ra mấy cái tội phạm hình sự và cái tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Tội là khủng bố, rồi cái tội là tuyên truyền để chống hoặc cái tội âm mưu để lật đổ cái chính quyền, ở đây cũng có là nó tù chính trị hoặc là nhân sự. Quite okay, they quite helpful and I feel good in here. Visiting a prison just for an hour or two only shows you one side of the prison. But what I saw, at least in the foreign side to it, was an area that was quite open and they had access to a television and to sports. Bản thân tôi thì trước đây thì sách thì rất là ít khi đọc. Thế nhưng mà từ khi mà bị bắt và vào thụ lý án ở trong trại giam thì có thể nói thì sách nó là một cái nguồn, cái người bạn thân của tôi, người bạn tri kỷ. Có nghĩa là con người tôi được thay đổi nhờ những cuốn sách. So my name is Chris Humphrey and I'm the DPA Bureau Chief for Vietnam. DPA as an organization, it's very broad in its coverage. So we look at politics, we look at culture, we look at, you know, South China Sea, around the world. There are a lot of people that are very interested in human rights in Vietnam. International organizations like Amnesty International, Human Rights Watch is another regional one. They're quite critical of Vietnam and the state's stance on human rights here. And some of that has focused on prisons as well. I remember reading a report from Amnesty International which was covering years 2017 to 2018. And some of the things which were mentioned in there were a lack of medical aid for some inmates. That would amount to torture by not providing medical aid. Also, some people weren't able to speak to their family members. They weren't allowed to have visitors. Well, we went to Thu Duc prison, which is about 2.5 hours away from Saigon. We mainly focus on the area where the foreign inmates are, and there are over 150 foreign inmates there. The area itself seems very nice. It's a really good sign for Vietnam that the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Public Security have invited a delegation of journalists from a number of different countries to visit a prison here. I know that Vietnamese journalists have been able to visit prisons, but to invite foreign journalists is unprecedented. So I think it's a very healthy step in the direction of the country becoming more transparent. Cases where certain prisoners have had medical care withheld from them, which would be considered a form of torture. There have been cases where inmates have died in prison. So I'm wondering if you could comment on this. Do you know the statistics? Is there a certain number of prisoners that have died within this prison? Cái chăm sóc y tế đối với cái trại, cái phạm nhân mà họ khi ở cái bệnh tật ở ngoài cái xã hội, thì họ cũng vào đây. Trên cái việc mà ốm đau, ví dụ họ bị nhiễm HIV hoặc họ lao ở ngoài, họ vào đây. Mà đến cái giai đoạn cuối rồi thì chuyện đó đương nhiên là không thể nào tránh khỏi là không xảy ra. Ở mỗi trại giam đều có một cái bệnh xá, đều có bác sĩ chăm sóc. Theo cái quy định thì những cái trường hợp mà ốm đau mà ở cái cơ sở của trại giam không điều trị được á, thì chuyển lên cái tuyến trên. Trại Thủ Đức ở đây thì có hai cái cơ sở điều trị cho phạm nhân ở ngay trong cái bệnh viện đa khoa của tỉnh Bình Thuận. Kinh phí thì do nhà nước chi trả. Có những cái trường hợp phạm nhân đến đây họ là bị bệnh ung thư máu và hàng tuần chúng tôi phải đưa xuống để chạy thay máu cho người ta, rất tốn kém. Như ở nhà thì gia đình không thể nào đảm bảo được, nhưng mà khi vào trại thì cái này là nhận được lo cho toàn bộ phạm nhân. Họ cũng là con người cho nên chúng tôi đối xử với họ bằng một tình người. Và nhiệm vụ của cái người cán bộ trại giam là quản lý, giáo dục và chăm sóc họ. Trong luật pháp Việt Nam họ quy định rất là rõ, nếu ai mà bỏ mặc không chăm sóc mà ra để dẫn đến chết thì đều người ta đều có cái xử ốm đau mà chết thì phải báo với cái cơ quan pháp y đấy, của tỉnh, tức là bệnh viện rồi
tòa án, viện kiểm sát điều tra đến để người ta xác định cái nguyên nhân chết do cái bệnh tật gì. Sau đó đều có cái khám nghiệm và đồng thời có cái kết luận. Thì cái đó thì nếu mà xảy ra mà cái đấy là không rõ nguyên nhân là người ta xử lý về trách nhiệm. Cho nên cái này làm rất là kỹ. Cái số phạm nhân nước ngoài thì không có xảy ra chết ở đây. Tôi chỉ nhớ rất lâu rồi, vào khoảng năm 98 ấy, thì có một cái phạm nhân quốc tịch Pháp thì bị ốm đau ở ngoài rồi bắt đầu vào đấy điều trị nhồi máu cơ tim. Thì họ chết ở tại bệnh viện Bình Thuận. One of the things that international human rights organizations have criticized Vietnam about would be the tough conditions and people actually dying in the prison. So I was interested to ask him, and I asked him a number of times, about the number of people who have died in prison. He didn't actually have the number on the top of his head at the time, but I later got the information that in 2019, 9 people have died, 4 of which died from AIDS or HIV, I think 2 perhaps from a stroke, maybe 1 from heart-related problems. The others, I can't remember. This is last week, hi, you went to show us this facility. Is there any concerns you wanted to address? And one more, can you tell us the number of the medical staffs in this prison? Các phóng viên đặt vấn đề về bên Bộ Ngoại giao và yêu cầu Bộ Công an cho đi thăm để cùng là thấy được cái quản lý giáo dục và cải tạo phạm nhân của chúng tôi, để cùng nói cho mọi người biết là chúng tôi đang thực hiện như thế này. Quan điểm của một cái số người cho rằng là cái phân biệt đối xử cái này ở trong luật pháp, ở trong cái quy định các cái thông tư nghị định của Bộ Công an, của Chính phủ và của hướng dẫn các trại giam thì không có cái việc phân biệt và đối xử đối với cái người là phạm nhân là xâm phạm an ninh quốc gia với là cái phạm nhân là phạm pháp hình sự. Hiến pháp nước Việt Nam thì có quy ra mấy cái tội phạm hình sự và cái tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Đó có các cái tội cụ thể, ví dụ là tội là khủng bố, rồi cái tội là tuyên truyền để chống, hoặc cái tội âm mưu để lật đổ cái chính quyền và cái tội phạm hình sự. Chứ còn lại là không có cái, ở đây không có là nói là tù chính trị hoặc là dân sự. Cán bộ làm y tế là 32 người. Và chưa kể sử dụng cái số phạm nhân có tay nghề là bác sĩ, y sĩ mà phạm tội thì vào đây họ phụ ở cái bệnh viện ấy, hay là ở bệnh xá thì có phạm nhân khác phụ đó để chăm sóc lo cho những cái vệ sinh cá nhân hoặc những cái việc đơn hề đề khác mà trong luật pháp có quy định. Staff in the prison, they all behaved, they were helping to translate what Mr. Dean was saying. They were escorting us around the premises. They allowed us to speak to certain inmates. What is your sickness? High blood pressure. High blood pressure. Okay, so you don't have to work. All people, a lot of the same. How old are you? You are 63. 63. Okay. Yes. Do you get the medical care that you need? Yes. Yes. Yep. In here, every day they come to check, and then they do the medical. There's never been a time when you've needed the medical care and you didn't get it. Some special one I will buy from my family when they visit, and then they bring. How often are you allowed to speak to your family, or your family allowed to visit? In here, every month can visit, but for my terms, I only 3 months, one time here. Your family can visit? Every three months. Okay. Yes. It's good in here, very good. I think in Hong Kong or in Singapore, in another country, only let you see it face by face, only 15 minutes. Mm-hmm. But they will let you with your family together one day. Is there anything that you want to talk to me about staying here? I'm here 10 years. And you've been here for 10 years? Yes, but I think everything fine in here, no problem. I don't do anything wrong in here, so I don't feel any trouble. But only one thing is, because I'm a sick people, now they let me inside from 7:30 to 9:30, and then 10:30 to 2. In the daytime? Yes. They lock you inside in the daytime? Yes, because under their rule. I think that's okay. But one time I request to the officer, they think that they will think about how to change the time. Maybe end of this year, they will give me the answer. Give me more time for exercise. Yes. Not only for me, in the room, many old people. Mm.
You know, the high blood pressure people need to more exercise. In the room too long, sit and sleep, not good for health. Yeah, yeah, yeah. Right? And then they will think. They don't say no, but they think it. And so because you are not working, because the other people are outside in the daytime, but because you're not working, then you get locked inside in the daytime. Yes. Right, okay. But they promise to think it. They promise to fix this. Yeah. Yeah. Right, right, right. Well, of course, visiting a prison just for an hour or two only shows you one side of the prison. But what I saw, at least in the foreign side to it, was an area that was quite open, and they had access to a television and to sport. So there is a contrast between that and what the international rights organisations have said. Even those who had committed crimes were quite jovial about it. They would admit that they had done wrong, and we were kind of laughing about it, and it's like, yes, we probably shouldn't have done that crime. So it was a fair sentence. They understood what they had done. I've been here 10 and a half years. My crime is evasion tax. Quite okay. They're quite helpful, and I feel good in here. I work as a gardener. So morning just sweep, cleaning, weeding. Finish job about 1 or 2 hours. They provide us about, I think, 18 kilo of rice, vegetable 1.5 kilo, 1 month, about 1 kilo or 900 gram of pork. Nighttime we can watch TV, news, maybe some film show. Tôi sắp chuẩn bị mãn án ở đây thì ra là chắc chắn là tôi sẽ còn quay lại thăm những người cán bộ tốt của tôi, những người ban cán bộ có nhiều kỷ niệm với tôi 20 năm. I do think of it as a positive trip. I think that as Vietnam tries to be transparent, this is a good first step. And I don't think this should be the last time. I would welcome visits to other prisons. We can speak to people for longer, perhaps not just journalists, but people from human rights organizations could come as well, and we could speak to former inmates too. Đằng sau những bức tường kiên cố, nơi kỷ luật được thắt chặt, là những câu chuyện đầy tình người. Bởi tại trại giam số 3 Nghệ An hay trại giam Thanh Phong Thanh Hóa, hay bất kỳ trại giam nào tại Việt Nam, thì pháp trị luôn gắn với đức trị, và hình phạt thì đi đôi với giáo hóa. Mục tiêu cuối cùng của quá trình cải tạo là giúp họ nhìn nhận được lỗi lầm và trở về hoàn lương. Tôi lớn lên khi 3 tuổi, tôi đã không có bố mẹ rồi. Tôi cũng thấy nhiều cái mình đã làm là sai. Gia đình chị Ngọc quá nghèo, đến độ không có tiền để đóng án phí. Thượng úy Lê Thị Hiền thấy chị Ngọc có tâm tốt, cố gắng phấn đấu rèn luyện, nhưng nếu không đóng án phí thì sẽ ảnh hưởng đến thành tích rèn luyện. Vì vậy, Thượng úy Lê Thị Hiền đã nộp giúp án phí cho chị Ngọc. Những ngày tôi mới vào trại, tôi đã có cảm giác là những người cán bộ ấy, mình khi đã bị bắt rồi, mất quyền nhân phẩm con người thì mình khác hoàn toàn với họ. Nhưng khi vào trại giam thì tôi nghĩ là không như thế. Cán bộ hiền hỏi tôi bảo là sao Ngọc chưa đóng án phí? Bởi vì trên hồ sơ danh sách của tôi, cán bộ xem là tôi mất bố mẹ rồi và chỉ còn đứa con nhỏ và chồng. Thì cán bộ hiền có đóng cho tôi 225.000 tiền án phí ở tại trại. Đấy là lòng tình thương và lòng giữa con người với nhau. Cán bộ thấy trong lịch con của tôi ra đấy thì thấy ghi ngày sinh nhật con gái tôi. 23 tháng 2 thì cán bộ cầm lên cho tôi mấy quyển truyện của trẻ con tặng cho sinh nhật, bảo là sau này lúc nào cháu lên ấy thì cầm quyển này, bảo là tôi chúc mừng sinh nhật cháu. Tôi cảm ơn cán bộ cái tình cảm đấy. Bất kỳ phạm nhân nào khi vào trại đều được hiện khám sức khỏe để lập hồ sơ quản lý theo dõi thường xuyên. Chị Đinh Thanh Huyền vào trại giam Thanh Phong thì mắc căn bệnh hiểm nghèo. Từ ngày chị vào trại, không có người thăm nom, cũng chưa từng được nhận bưu phẩm từ người thân, bạn bè. Chị được điều trị và chăm sóc tại đây. Tôi là
bệnh hiểm nghèo. Ở những cái lúc mà em bị sốt cao đấy, cán bộ dung trưởng tâm trại từng hỏi là làm sao mà sốt, rồi là cháu có ăn uống được không, cháu ăn cái gì thì cán bộ mua, thường mua cho em cháo lòng rồi là bún hay là phở. Nói chung là mọi cái sinh hoạt ở trong đây đều nhờ cán bộ dung ở đây giúp đỡ. Chị cũng có sự là rất đáng thương, ở trong này còn có điều kiện để điều trị thuốc, chứ ra đến ngoài xã hội rồi thì chị trong khả năng thì chị không thể có lấy tiền đâu ra để mà đi chữa trị, thì chắc chắn là bệnh tật sẽ nhanh đến hơn, đến gần hơn. Cũng bởi thế mà có lần chị Huyền bộc bạch ngày ra trại mong muốn được ở lại gắn bó với trại, nhưng nói thì nói thế, chị cũng biết là không thể. Chị cố gắng sống tốt mỗi ngày, tìm được ý nghĩa từ chính công việc xung quanh. Khu vườn của chị chăm bón luôn nở hoa quanh năm. Mỗi người vào trại đều có hoàn cảnh khác nhau, nhận thức và suy nghĩ khác nhau. Thậm chí nhiều người còn không biết chữ. Việc tổ chức các lớp học dạy chữ luôn được duy trì. Ban giám thị cũng như hội đồng cán bộ ấy thì là phân tôi đi dạy như này, thì đấy là cũng một phần cái công việc cải tạo của tôi. Bắt đầu mở cái lớp học như này, thật sự là tôi cũng rất là xúc động và là nghĩ lại những cái năm tháng ở ngoài đấy. Mọi người cũng thích học, chăm chú học lắm. Mà đa số là ví dụ như là những người dân tộc ấy, người ta lại thích học, chịu khó học lắm. Biết viết chữ, họ dễ bộc bạch hơn những lời từ đáy lòng thông qua cây bút, trang giấy. Hàng nghìn bức thư từ sau song sắt đã được gửi đi đến địa chỉ người nhận và được tập hợp in thành những trang sách lời xin lỗi chân thành, để truyền động lực phục thiện với các phạm nhân khác, cũng như để không ai bước vào những sai lầm đau xót. Cũng từ đó, phong trào viết thư được trại giam số 3 Nghệ An và nhiều trại giam khác thực hiện qua nhiều năm. Nện đuổi Tây ở vị trí mô mà súng, lựu đạn chờ nghe tin tức thắng lợi của mặt trận đêm qua. Họ chen lấn, ùn ùn mỗi lúc một sát đến chỗ bậc đá bước lên cầu. Đằng sau song sắt hay trong khuôn viên trại giam không phải là sự ồn ào, quậy phá của những người từng một thời ngang dọc bất chấp, mà là sự tĩnh lặng với những cuốn sách. Bản thân tôi thì trước đây thì sách thì rất là ít khi đọc. Thế nhưng mà từ khi mà bị bắt và vào thụ lý án ở trong trại giam thì có thể nói thì sách nó là một cái nguồn, cái người bạn thân của tôi, người bạn tri kỷ. Bởi vì là qua cái cuốn sách đấy thì là mình cảm thấy được là nó có những cái điều mà mình mở mang rồi, mình hiểu và mình giống như là nó như đạo Phật, là nó giác ngộ ra một số những cái trải nghiệm cuộc sống, để từ đấy là mình điều chỉnh lại những cái hành vi, cái suy nghĩ của mình, thế rồi sẽ hành trang thêm cho cái nhận thức của mình. Sau này thì khi tôi có duyên với lại cái nguồn sách của Phật giáo thì mình cảm thấy rằng là nó làm cho mình sống chậm lại, có những cái khoảng thời gian nó tĩnh lặng ở trong cái nội tâm của mình, để mình có thể mình suy nghĩ về quá khứ, về hiện tại và cái tương lai. Có nghĩa là con người tôi được thay đổi nhờ những cuốn sách. Như nước ở trong cái đại dương ấy, thì đều luôn có vị mặn, và giáo pháp của Đức Phật thì luôn có vị giải thoát. Những năm qua, Bộ Công an phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Trung tâm Thư viện các tỉnh thực hiện việc đưa sách đến với trại giam. Riêng ở Nghệ An có hai trại giam số 3 và số 6 với các vân trại, có cơ sở tạm giam của tỉnh, Thư viện tỉnh Nghệ An, sách định kỳ được đưa tới đây với hai hình thức: trao tặng hoặc luân truyền. Chúng tôi đã tổ chức cho phạm nhân đọc sách ở trong trại giam. Việc huy động sách
vào trại giam thì có rất nhiều cái nguồn. Một là cán bộ chiến sĩ của chúng tôi tự nguyện đóng góp sách vào thư viện, sách của phạm nhân. Hai là chúng tôi thực hiện quy chế phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, mà đơn vị cụ thể là Thư viện tỉnh Nghệ An, để chúng tôi luân chuyển sách hàng quý cho phạm nhân đọc. Mỗi quý chúng tôi luân chuyển khoảng từ 3 đến 500 đầu sách cho phạm nhân. Thì cứ một quý như thế thì chúng tôi tổ chức luân chuyển một lần. Ngoài ra vào các cái dịp ngày lễ quan trọng thì Thư viện tỉnh Nghệ An còn có tặng sách cho phạm nhân, thư viện sách phạm nhân. Là mỗi năm thì đơn vị là luân chuyển trên các trại là 4 lần. Đấy, tức là mỗi quý một lần. Đấy, thì mỗi lần như vậy là 300 đến 400 cái bản sách. Đấy thì mình cũng phải lựa chọn cái sách phù hợp với cái đối tượng. Đấy, tức là ở trong trại thì thư viện tỉnh là chia ra hai cái đối tượng phục vụ. Một là các chiến sĩ. Đấy, thì mình lựa chọn các cái thể sách văn học hoặc là các sách nghiên cứu pháp luật. Đấy, còn đối với các chị phạm nhân thì lựa chọn những cái sách là hướng nghiệp, đạo đức, dạy nghề, để hoặc là một số cái đầu sách văn học để giải trí sau những cái giờ mà lao động căng thẳng, để tức là các phạm nhân có thể là tìm hiểu thêm nhiều cái kiến thức bổ ích quý giá để sau này khi mà hòa nhập với cộng đồng, về với xã hội thì họ có những cái kiến thức cơ bản. Một tháng chúng tôi về trại 3 một lần và trại 6 một lần. Đấy, là đi phục vụ. Còn xe chúng tôi phục vụ ở đây thì chúng tôi có hơn 5.000 bản sách và có máy chiếu cùng tivi và chiếu phim tại chỗ. Sách luân chuyển tức là sách cung cấp theo nhu cầu của phạm nhân. Sau khi đọc xong, cán bộ thư viện đến trại thu lại và sách khác lại được đưa đến, vì ở trại có vài phạm nhân là dân tộc thiểu số hoặc chưa biết chữ, cần có thời gian để người biết chữ đọc cho họ nghe. Ai muốn sang phải có giấy phép của ban. Ước mơ lớn lao nhất của tôi có lẽ là mong có thể hành động truyền tải những cái cảm hứng, những cái tri thức ở trong các cái cuốn sách như tôi đã được tiếp xúc đến với tất cả mọi người. Đặc biệt là những cái dòng sách về cái triết lý sống, về cái Phật giáo và các cái tôn giáo, để cho con người hiểu hơn rằng một cái xã hội đại đồng. Mong muốn của tôi chỉ như thế. Hơn 2.000 phạm nhân, nhưng hơn cả đó là 2.000 con người. Họ mất đi quyền đi lại tự do, nhưng họ vẫn có quyền tiếp cận tri thức. Sách đem đến cho họ ánh sáng tri thức, nhưng cách họ được trao sách, được đảm bảo quyền con người khiến họ thức tỉnh. Những người này có người vì phút nóng giận mà mất đi kiểm soát, nhưng phần nhiều là bị cái lợi làm mờ mắt, muốn làm ít, thu lợi nhanh, muốn thoát khỏi nghèo khó mà không cần lao động. Chỉ có lao động chân chính mới xua đi nghèo đói và tù túng. Điều đó trước kia họ hiểu nhưng chẳng thể vượt qua cám dỗ. Giờ đây họ phải rèn luyện hàng ngày để thay đổi. Đúng giờ sáng, họ ra ngoài lao động. Hình thức lao động phù hợp với sức khỏe. Những người khỏe mạnh thì ra ruộng trồng cấy. Những người yếu hơn ở nhà lo bếp núc, làm thức ăn, làm bánh, làm đậu. Kết quả lao động của phạm nhân thì được quản lý và sử dụng theo thông tư 12 liên bộ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Một phần đóng góp vào ngân sách nhà nước để tái đầu tư trở lại cho các cái hoạt động về quản lý giáo dục. Một phần được trích để thưởng cho những phạm nhân có thành tích trong học tập, lao động, cải tạo. Một phần trích ra để bổ sung thêm mức ăn cho phạm nhân. Như sáng hôm nay đoàn của chúng ta đi, chúng ta thấy là có một số cái bữa ăn là có thêm. Chúng tôi đã chi từ 20 đến 30 ngàn trên một phạm nhân trên một tháng để họ chi ăn thêm ngoài cái tiêu chuẩn chung của nhà nước. Và một phần thì để hỗ trợ lại cho cái công tác giáo dục đối với phạm nhân. Tất cả các cái việc phân chia, sử dụng kết quả lao động của phạm nhân đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật và có quyết toán với ngân sách nhà nước. Và hàng năm thì có thanh tra, kiểm toán, đảm bảo cái công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Đức Thắng cũng vì muốn thoát nghèo nhanh mà tham gia vận chuyển buôn bán ma túy. Ông vào trại từ năm 2013. Đã gần 60 nhưng ông yếu hơn so với tuổi của mình. Nhiệm vụ của ông là dọn dẹp buồng giam sạch sẽ đến giờ nhận các suất ăn. 14 tháng 11 năm 2023 là đặt chân đến đây là mình vẫn hơi sợ. Nhưng mà vì ám nó quá dài. Cảm tưởng là nghĩ thì trong bốn bức tường này, thì trong cái khuôn viên này thì mình có lẽ cứ nghĩ chành long tuổi ra. Nghĩ này có lẽ thì xót xa là có lẽ không về được với cả con nữa. Đấy, đây là tư tưởng nghĩ như thế. Thế ngay đó bà con yếu hơn thế này nhiều. 49 cân, mà bây giờ kiểm tra lại là 55 cân. Cùng với việc quản lý, giáo dục, cảm hóa, công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân được các trại giam chú trọng nhằm tạo cho phạm nhân chiếc cần câu để thắp sáng trong họ niềm hy vọng trở về. Nhiều phạm nhân sau khi mãn hạn tù đã có nghề trong tay và xây dựng cuộc sống mới. Mỗi khi có dịp họ lại trở về thăm các cán bộ và trại giam. Em chào anh. Khỏe không? Em khỏe. Bác có ở cơ quan không? Em tiện thể em về quê em qua thăm bác tí. Các em vào đây chơi với anh. Vâng, vâng. Thế em vào em thăm anh tí. Em có nhiều kỷ niệm với Thanh Phong này. Hồi xưa ở đây thì cũng được ban giám thị này, các cán bộ quản giáo nó cũng tạo điều kiện giúp đỡ em rất là nhiều. Thân thiện như gọi là anh em và chú cháu á. Đến bây giờ em vẫn qua lại thường xuyên, cứ có dịp về quê là em đều tạt qua là thăm hỏi nói chuyện, là mời các bác đi ăn cơm cho nó tình cảm. Lâu lắm giờ mới được gặp lại. Uống nước đi. Trở về xã hội thì công việc thế nào? Cũng em mở công ty việc làm bên xây dựng. Mới đầu về nó còn cũng khó khăn chút, nhưng mà việc nó bắt đầu ổn định. Rất là tốt rồi. Thế quy mô của công ty của anh đến thời điểm này là ở mức độ nào rồi? Công ty cũng đang có 5-600 công nhân. 5-600 công nhân cơ? Vâng. Thế thì công ty lớn còn gì đấy? Không. 5-600 công nhân là lớn đấy nhỉ? Không, cái mảng xây dựng thì nó gần như làm công ăn lương thôi. Với lại một số anh em trước ở cùng với em. Thế tốt rồi. Vâng. Em ở đây là cái địa chỉ anh em trong trại về biết em là đến đỉnh điểm là 30 người em thu nhận vì em hiểu hoàn cảnh ấy. Nên là tạo mọi điều kiện làm được cái gì là làm miễn sao là cái cần nhất là nó có cái chí vươn lên, bởi vì em đã trải qua cái cảm giác là cái ngày đầu ra trại nó vậy rồi, thời gian đầu nó sẽ vướng cái gì rồi. Nên là em thấu hiểu cho những anh em cùng hoàn cảnh với em mà cái ngày đầu ra mà chưa có việc làm để mưu sinh ấy. Có nhiều người có vợ có con rồi cũng làm em đến bây giờ 7-8 năm rồi đấy, có cuộc sống ổn định, lương tháng hơn 10 triệu. Như vậy là tạm thời là coi như là một địa chỉ tin cậy hả? Dạ vâng. Để tôi trong công việc tôi sẽ giới thiệu cho một số anh chuẩn bị trở về xã hội tái hòa nhập cộng đồng. Vâng. Đúng. Vâng, cảm ơn. Vâng. Trại giam Thanh Phong nằm bên Hồ Mơ. Nhiều phạm nhân khi mãn hạn tù trở về đi qua Hồ Mơ đã nói rằng đây là nơi ước mơ phục thiện của họ được bắt đầu. Tôi vào đời bằng con số không, không bạn bè, không một ngày đến trường. Tuổi trẻ của tôi lối hề trẻ, tương lai cuộc đời chỉ một màu đen. Rồi một ngày kia tôi vào nơi đây, nơi có tình thương giàu lòng nhân hậu của những người công an thầy giáo đã cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Và cuộc đời tôi đã đổi thay, lao động ăn xây học tập nên người, để một ngày tương lai gần nhất trở lại quê hương mái ấm gia đình. Tôi như được
sinh ra lần thứ hai. Cuộc sống tin yêu tương lai mở rộng, quá khứ đau buồn lùi vào dĩ vãng, chỉ còn trong tôi hạnh phúc cuộc đời.